một chút là tại vì nhạc K-pop á thì mình nghe thường xuyên rồi cho nên là nó khá là dễ, nên là em muốn tăng độ khó một chút là chỉ được nghe 2 giây thôi. Wow. Wow. Và vòng chơi xin được phép bắt đầu. Ca khúc đầu tiên. Phải đợi MC đếm từ 1 đến 3 em rất là biết. Chị bình tĩnh nha. Mọi người sẵn sàng khởi động. 3, 2, 1. DNA của BTS. Yeah. Hey, I want to see her. Nobody hung can be cả. Cái gì đây? DNA. Hey. Ok. Yeah. Chính xác. Câu khúc tiếp theo. Chưa đếm. Ủa? 3, 2, 1. Ủa? Có nghĩa chỉ mất nửa rồi á. Nghe 2 giây xong rồi đếm. Nghe đây. Ê, thầy Rosie chắc chắn nó không nhớ lắm. Sao lúc mình không, nhớ không, nó còn... Chị thôi, chị em nói một câu. Em đây là một câu xem. Em chịu, em tạm bằng phải nhớ từng đại nhá. Nhưng mà chị em phải chế độ em nhỏ. Ok. Bài đây là bài Love Me của Winner. Yeah, Winner. Wow. Winner, em cũng tên là Winner. Yeah. Em này đi biển này. Biển đó mọi người ơi. Đi biển mọi người ơi. When you look at me, you can suddenly turn and turn and push far. Chị nghe nói bên này không? Dạ ok, chính xác. Ê, chết rồi, tôi chưa được điểm này. Lập chuông đâu ta. Bài này em nghĩ ai cũng biết. Tôi bấm được bài của thế vậy chọn chỗ này ngồi. Đây là bài Bang 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 của Big Bang. Dạ. Chính xác. Bài tiếp theo. Ngồi xuống. Mọi người 3. Em đừng cứ nhấp em. 2, 1. Yeah. Bài này là bài Dala. Yeah. Của Izzy. Yeah. People look at me. And they tell me. Ba. Đừng nhìn chị đánh mắt đấy. Giờ đây là bài Love Scenario. Các khúc tiếp theo. 3, 2, 1. Yeah. Em mời chị Amanda của XID. Trời, em thật sự là lâu lâu không nhớ luôn á. Đây là bài Boy With Love của BTS. Các câu tiếp theo, nãy giờ mình K-pop rồi cho nên là mình nên K-pop đúng không? Đổi gió chút. Đây là hình tượng của Lippy luôn này. Lippy nghe mỗi lúc. 3, 2, 1. Đây set của Vincent đúng không? Đúng rồi. Từ từ. Hết chị hết, trả lời của trả lời rồi. Người tệ từ trong nghe, thế nên nói vương vấn với anh không nên. Bài gian của... Dạ đúng rồi. Không anh chị ạ. Ê, bài này nhảy gì? Dạ. Bài này không cần nhảy đây. Ê. Look em có phải love song. I still stand around không. Không phải cao gót. Bài này xin ra triple S cùng với áo phơ. Dạ. Look của em không phải lấp lánh. Em có thể đến và đi như gió bê vậy. Thì cái này 2 giây mà cũng dễ vậy. Trời ơi. 3, 2, 1. Bài gì nhỉ? Đây là bài để Mỹ nói cho mà nghe. Đúng rồi.
Đây nó thì ca khúc này mà không ai biết rồi thôi. Ô mọi người nhường em đi, mọi người nhường em đi. Mọi người nhường em đi, em xin mọi người. Không, lúc này em đã cướp Big Bang của anh rồi. Lúc này em đã cướp Big Bang của anh rồi, bây anh sẽ cướp lại. Ngồi xuống, cả nhà bình tĩnh. 1, 2, 3. Rồi sao cũng đến. Hai chị em. Bài này là bài Hãy Trao Cho Anh. Yeah. Mình nhảy bài này mà đúng không? Mình nhảy bài này. Thầm mê rồi đấy, bây giờ nhiều mọi người rồi đấy. Hôm nay số, hôm nay nóng quá ta. Ừ, công nhận. Bài gì đây? Bài gì vậy? 3, 2, 1. Bài No One của thứ hai và... Yay. Ok. Yeah. Ok, ca khúc tiếp theo luôn. Wow, wow. Mọi người ngồi xuống này. Nhường chị bài này đi mọi người. Nhường chị bài này đi mọi người. 3, 2, 1. Bài của Sunmi, bài Gashina. Yeah. Ba hai một. Ui ô quên nhảy không quên. Bài này là bài Đó Hoa Hồng của chị Chipu. Yeah. Cái này là cái bài này chứ gì? Go. Trời ơi. Chơi. À rồi hả? Quên rồi. Đây cả nhà. Cái thứ tiếp theo. Oh. Yeah yeah. 3, 2, 1. Woo. Đây là bài Kill This Love. Yeah. Yeah yeah so. Let's kill this love. Yeah 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 yeah. Ok, có câu tiếp theo. Trời quen quá. Trời ơi, cái này là lắm luôn á cả nhà ơi. 3, 2, 1. Mình nghe mấy hôm qua là cái gì? Đây là bài Ngày Mai của chị Tóc Tiên.